皆さん、こんにちは。写真を見せながら説明します。Vừa cho xem ảnh, vừa giải thích. ガムを噛みながら先生の話を聞いてはいけません。ガムを噛みながら先生の話を聞いてはいけません。Không được vừa nhai xin gom vừa nói chuyện với thầy cô giáo.働きながら日本語を勉強しています。Tôi vừa làm việc, vừa học tiếng Nhật. 大学で教えながら研究しています。Tôi đang vừa dạy ở trường đại học, vừa làm nghiên cứu. 休みの日は絵を描いています。休みの日は絵を描いています。Vào ngày nghỉ thì tôi vẽ tranh. 休みの日は息子と釣りに行っています。休みの日は息子と釣りに行っています。Vào ngày nghỉ thì tôi đi câu cá với con trai của tôi. 休みの日は娘と買い物に行ったり、映画を見たりしています。休みの日は娘と買い物に行ったり、映画を見たりしています。Vào ngày nghỉ thì tôi đi xem phim hay là đi mua sắm cùng với con gái của mình. 鈴木さんはピアノも弾けるし、歌も歌えるし、それにダンスもできます。鈴木さんはピアノも弾けるし、歌えるし、それにダンスもできます。あ、鈴木は、vừa có thể chơi piano, vừa có thể hát, vừa có thể khiêu vũ。鈴木さんは若いし、体も大きいし、力も強いです。鈴木さんは若いし、体も大きいし、力も強いです。Anh Suzuki thì vừa trẻ, cơ thể cũng to lớn hơn nữa còn rất là khỏe mạnh. Suzuki さんは若いし、体も大きいし、それに力も強いです。Suzuki さんは真面目だし、中国語も上手だし、それに経験もあります。鈴木さんは真面目だし、中国語も上手だし、経験もあります。An Suzuki thì vừa chăm chỉ, vừa giỏi tiếng Trung Quốc, hơn nữa còn có kinh nghiệm nữa. この店は静かだし、広いし、いつもここで食べています。この店は静かだし、広いし、いつもここで食べています。Cái cửa hàng này vừa yên tĩnh vừa rộng rãi nên tôi thường ăn ở chỗ này. この店は値段も安いし、味もいいし、いつもここで食べています。この店は値段も安いし、味もいいし、いつもここで食べています。Cái quán này giá cả rẻ, à cũng rẻ, vị cũng ngon nữa, cho nên là tôi thường ăn ở tiệm này. この店はお寿司もあるし、カレーライスもあるし、いつもここで食べています。この店はお寿司もあるし、カレーライスもあるし、いつもここで食べています。cái cửa hàng này này, sushi cũng có mà cơm cà ri cũng có nữa, cho nên tôi thường ăn ở cái tiệm này.どうして日本のアニメが好きなんですか？ Tại sao bạn lại thích anime của Nhật vậy? どうして日本のアニメが好きなんですか？ 話も面白いし、音楽も素敵ですから。話も面白いし、音楽も素敵ですから。Về câu chuyện cũng thú vị và tôi cũng thích âm nhạc của nó nữa.
絵も綺麗だし、夢もありますから。絵も綺麗だし、夢もありますから。Vì tranh cũng đẹp và cũng có giấc mơ nữa. 日本語も勉強できるし、日本のこともわかりますから。日本語も勉強できるし、日本のこともわかりますから。Vì cũng có thể học tiếng Nhật và cũng hiểu được Nhật Bản nữa.